Ê, con chim chứ khoảng chuột. Vô coi coi. Cắn kìa. Đó, chạy kìa, chụp mình chỉ được kìa kìa. Coi, có hai ta hai con luôn, chụp ở dưới ta. Con gì ơi, thấy dưới hả? Con đâu? Có con chụp ở dưới ta. Hai ta hai con luôn. Trời ơi. Đi vô mùa lúa cái những người dân đi ra ngoài đồng để săn những chú chuột, chuột đồng. Hôm nay quay sẽ chia sẻ với mình xem. Còn thêm một lối cuối nữa, hai lối này sẽ có đây, nói chung nhiều ít, hai lối này sẽ có. Bây giờ nó dùng đồ đắng, nó chạy đồ đắng quá trời luôn. Kìa nó chạy nó kia nữa kìa, ủa nó chạy từ tận kia ta. Đó chấp ở đằng trước cơm này có con nữa nè. Dạch gom tiếp kiếm từ từ mới được. Nãy nó chạy ra nhiều dữ lắm. Trời ơi, nó chạy tú ra luôn á. Đâu. Con chuột bự ha. Uống luôn ha. Hai tay hai con luôn. Trời ơi. Ô, nãy nó chạy ra tú kìa. Găng nước đựng lũi với mấy bao lúa này nè. Hay ha. Chạy con chuột nè. Chỗ đây nè. Chạy chỗ đó đó. Chạy mạnh cái chuột vừa chứ không bự. Nó mới chui vô đó đó. Hay quá ha. Mới đùa gơm mà gặp chuột nó chạy vô đó đi. Kìa đó, nó chạy quá. Hay quá. Rồi nó chạy mất tiêu. Kìa đã con chuột bự nữa kìa. Hay chưa ta? Thôi chuột cho bá luôn. Quá bà con ơi. Chưa năm nào mà chút năm đây. Cũng chút quá trời chuột luôn rồi. Ủa nãy nó chạy một cái khủng khiếp luôn con. Kìa chạy qua đây nè. Đó.
Rồi chục bự luôn hả? Có thằng chưa? Để con khỏe coi. Trời ơi, chục con nào nó chà bá không kìa. Rồi rồi, được rồi, để nó bay không mày. Để thử con nữa. Nó đến chụp gần, nãy nó chạy, con thấy nó chạy ra nhiều dữ lắm. Chết rồi, chụp chưa? Hay quá. Cũng bự nó chụp gần mà. Nãy mình gặp nó chạy ra quá trời luôn. Ồ, chuột nãy nó chạy hắn. Ồ. Đây, 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 con nào ông ơi. Ui. Đây con nè. Em vừa dành cơm tôi mới gặp con chạy chuột qua đây nè. Chưa vô, chưa vô. Đó là chuột hôm nay nè. Dành bằng cái đứa trời. Chạy đó, đó, đó. Đây nè, chỗ này, chạy chỗ này nè. Thôi đây rồi nè. Thôi đây rồi. Con này con khác nữa. Đấy, nó trong chỗ này nè, trong cùng cơm này nè. Ờ, chỗ đó đó. Hay dữ rồi ta. Kìa nó chạy qua đây. Trời là trời, nó chạy vô đó kìa. Chạy ra, chạy máy ra. Chạy vô. Dính nào. Rồi, dở này rồi. Đó đó. Trời ơi, chuột này cũng bự chứ đâu có nhỏ đâu ha. Rồi mà chuột này nó uống lắm nè, mở luôn đúng không? Rồi. Ủa, nhiều dữ là ta. Đúng nhậu rồi. Quá hay, đá thùng cơm nó chạy con liền. Thì các cụ khác. Đây nè, đây nè, đây con mới chạy đó, nó chạy đó đó. Nó chạy lên trước rồi. Nó chạy lên trước rồi đó. Ngồi ngồi chứ. Con chuột vừa con thấy nó chạy. Rồi chừng nó chạy qua đằng trước luôn rồi đó. Nó chạy gõ gạn luôn con chuột. Hay dữ rồi ta. Mày xíu à. Chứ chuột bự là nó giờ giật giật lại chạy rồi. Nó đứng nó nằm em cua kia đó đó. Nghe có bắt chết rồi vậy. Thằng Khánh Thần rồi chứ mấy chục nó hay. Chạy vò hả? Có tình. Ê, nó chạy ra đây. Trời ơi. Hay quá. Hay. Bao chụp hay quá. Chụp cái dính liền. Con nào nãy mập mập không ta? Muốn nu. Trời, cái dịch lại gai gai mà nó có, nãy thấy nó chạy ra nhiều dữ lắm. Ở đằng đầu đó nó tuốt quá trời luôn. Cứ gom mà đù qua đường lại. Ba, ông ngồi đi để con đuối ông bắt tiếp mấy con. Đuối á. Đuối ông bắt tiếp ba ơi. Chứ nằm ở trong cơm, không có trong cốc gà nữa. Mùi vàng khó khắc. Mấy khung sát gò đó mà thường thường mấy khung lung này, mấy khung lung này có cái gì kìa, mất tiêu luôn rồi. Ủa dính đây, dính đây. Đâu đâu đâu, có gì? Ờ. Con nào nó chắc chắn không? Bắt ngủ gì mà? Đây nó chạy đây. Nó còn. Đâu có, nó còn cơm rồi. Nè.
đi chăn giò rồi nè. Nó nín lại được chứ. Xuống về rồi. Không có cần chụp đó là ngon đó. Dạ. Nó cứ chạy tới chạy lui hoài luôn. Mấy chuột lứa này nó lưỡi hay dữ lắm. Lạ trời nãy bắt cứ chơi bắt ăn dữ nặng đặng đi. Nước hồi nãy cái lần cuối nó chạy ra một cái trong mặt. Nó nhảy dựng 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 tùm lum con hết trơn. Chạy quá trời đắng luôn kìa. Ủa chứ nó chuột bự không ta? Đã bá luôn. Quá đã nhìn. Mê con mắt. Những con lúa mà nó gom cù lại vậy, rồi cắt xung quanh hết rồi nó còn 2-3 khuôn á, là chuột nó sẽ dò vào những khuôn này. Thì bà con mà chờ những cái khuôn mà nó gom lên gì bà con mới đi ra mà săn những chú chuột này. Con nào nấy là nó mập cơ mà nó nhìn thấy là béo luôn. Những khuôn nhỏ thì cắt mau lắm nè, mau có chuột nữa. Mà đây cởi thêm hai em. Mình sẽ đi ra ngoài đây. Cởi cái máy cắt hình vào cho mình xem. Chụp như là chụp gun vậy đó. Nó bị không? Nó bị không? Thôi thôi, nó lụm cái tay của ổng luôn rồi. Ông quốc cái đầu rồi. Rõ ràng cái máy cắt nó vừa chạy ra, nó đội gom mình lên. Nó ra đợi nào mới được. Ở trên này chụp bự không má? Ở dưới kia này chụp lứa không à? Công nhận khuôn này gì mà có ta, không có khuôn này có chuột bự không, con nào nay tới nấy luôn.
tới đầu trên này. Đó, chạy đầu trên chứ đây. Đây là lần cuối. Không, còn lần nữa. Ồ, bắt dính con luôn, sạch nữa kìa. Không nhận hay gì chứ ta. Xong xong. Xong. Nó không có cái hàng, nó chỉ làm bạ, nó cứ đội ra ngoài luôn à. Đi luôn rồi. Rồi bắn kiếm dài dài nó chạy ra. Đó chỗ này. Ê, nó chạy qua đây coi nè. Rồi dính rồi. Hay quá, bắt chuột này coi. Ôi chuột nó ú với ta. Con còn quay chuột này là gì là con rồi đó. Lấy gần đó. Quá hay. Đội cái chung ra liền. Ông nhỏ này em làm đi chuột cái gì? Cho xin lại đó quay. Kia. Nó qua tới đây nè là nó đó. Nổi nè. Mày qua dính lại. Mày. Dính lên nào.
con đó nè. Đùi cơm hai người hai đầu á. Cơm núm chứ không cao đâu, này bự lắm. Con chuột, chuột. Thì con chuột kìa. Nó á. Ê, nó chạy đây nè. Con chuột bự nữa nha. Sao lưng nè, lưng nè, nè. Chụp. Anh thằng nữa bả chụp kìa. Đâu rồi? Ê, con chim chứ khoảng chuột. Ê, dưới đây, của tôi nha. Của tôi. Buông đây, buông đây, buông đây. Chết rồi, chết rồi. Đâu, 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 đứng cái tay rồi. Nè, cái giỏ nè. Giỏ dính mày giỏ nè. Cúm núm hả? Mày coi tao dính ở đâu? Buông đi, buông đi. Đứng không? Thôi, buông đi, buông đi. Thôi, buông. Tôi chụp trước không mà. Thôi, đưa đây nè, đụng. Thôi, thôi. Tôi chụp trước đó. Bây giờ đổi con chuột. Không đổi con gì chứ. Không, không mấy giờ vậy á. Cái đầu là cái mình. Sao? Không, ngủ tới chịu không đây. Nó chạy lên lùa lùa gì mà. Chạy lên ngoài. Chạy lên ngoài. À, ốc cao chằng nghịch. Mệt.
Tôi chào chị tiền chụp không dính. Tiền chụp giỡn chết luôn á. Mày ngóc chân cao chân hình. Chỉ qua nó chụp không dính. Lấy gom đẻ lại, lấy gom đẻ lại. Bự dữ vậy, ăn cho cay. Ăn nhái. Là tại gắn đủ không nào. Gắn này gắn nước ha. Con này là con thứ 5 rồi đó. Mà em kia bắt được 4 con. Mẹ nó uống về. Hay dữ ta, không gặp hay dữ đi. Lớn quá, bánh chắc rất lung hơn bên đây á. Đầy bao chưa? Hai chồng đầy bao chưa?